chào các bạn. Hôm nay mình đi vòng vòng hết giờ làm việc, mình đi mình chơi thì mình có gặp hai bạn thân ý của mình, vô tình gặp ngoài đường thì các bạn ấy nhìn thấy mình và các bạn ấy chạy theo. Bắn thử anh coi nào. Bắn thử đi. Dạ. Bắn thử đi anh coi nào. Cô đấy. Nhung quá. Nhung gì, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh hết thở sâu mới bắn được. Bắn bằng đá hả? Dạ. Bắn bằng đá bự sao bắn. Rồi nó bay mất rồi. Dạ. Chuẩn bị đạn trước, nó qua bên kia này kìa. Nó qua bên kia đó. Anh có đi nghe lỗ lớn à? Chắc chút nữa. Đây nó qua bên này rồi nè. Đâu ta? Rồi nó bay mất tiêu rồi. Xa quá. Xe cứ dừng này là không đạp được à? Xe cứ dừng này là không nổ được à? Không, nhà anh ở bên này. Đi luôn hả? Ừ. Dạ, về á, đi xa quá. Đi xa quá hả? Đúng rồi. Nè, anh nói nè. Lấy mấy con này không? Dạ. Còn lấy con cò này không? Anh cho nè. Dạ. Cho anh cho hai con cò này nè. Dạ. Lấy đi chứ anh đâu có lấy làm gì đâu. Không lấy làm gì, bắn chơi được. Chơi à? Dạ. Ok. Rồi. Dạ. Rồi ok, bye hai đứa nha. Dạ. Thôi, anh đi đây. Đấy, anh về nữa này. Dạ. Ừ, chạy xe cẩn thận, mà tao đi xe máy không đổi nó bảo hiểm. Ừ. Đây là mình sẽ chỉ cho anh em con cò nép, con cò láng nó đứng như nào. Các bạn thấy đứng được nào? Này, thấy không? Thấy nó đứng không? Đấy. Khoảng cách này nó chỉ khoảng 2 mét thôi, nhưng mà mình sẽ quay lại mình bắn đó. Đó, con chim sa mồi của mình nó thịt. Chúng xong. Các bạn có thấy con cò lép đứng ở kia không các bạn? Để mình tiến lại gần một chút nữa cho các bạn thấy. Đó, thấy không? Đấy, nó nhảy đấy không? Đó, nó thấy không? Nào, ở đây thì chắc là máy đã có bạn nào nhìn thấy đâu. Rớt. Có thấy. Đấy, cò nó dính đung đều nữa. Để mình sang mình nhặt.
cái lợp con cò đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Nó vẫn còn đang treo ở đây này. Vẫn đang treo người ở trên này này các bạn. Dữ quá ha. Bạn xuống. Mình bắn xuyên qua cổ nó các bạn. Các bạn ơi, có một con cò nhưng mà chắc là quất, các bạn không nhìn thấy đâu. Đã 5 ngựa. Các bạn thấy không? Chờ tìm canh đấy nó. Xong đấy đó. Thì mình đi giày bước ra nó lúng. Khó quá ta. Giữ ở máy. Không giữ ở máy. Không giữ ở máy. Các bạn thấy nè. Lá cao su. Để xem nó mình bắn vào đâu nó. Giữ không? Bắn phát nó dập luôn, không biết là bắn vào chỗ nào. Thế nhưng mình bắn vào. À, đây. Bắn vào trên lưng. Quên các bạn là đi săn thì đừng đi giày nhé, lội phê lắm.